Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị chủ nợ công ty Sofeo, địa chỉ khu công nghiệp Đông Xuyên, Vũng Tàu. Từ sáng sớm, 133 trên 212 chủ nợ của công ty Sofeo tới tòa làm thủ tục để tham dự hội nghị. Thông báo tại hội nghị, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tháng 2 năm 2019 Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu giải quyết vụ việc phá sản của công ty Sofeo. Theo đơn yêu cầu của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Tân Thành, nhưng đến nay mới mở được hội nghị chủ nợ do vụ việc gặp nhiều khó khăn vướng mắt. Nguyên nhân do nhà đầu tư, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và những người đại diện theo ủy quyền của công ty so đều vắng mặt, không tham gia vụ việc, không phối hợp với tòa án, quản tài viên, công ty quản lý thanh lý tài sản trong việc kiểm kê tài sản, số nợ, người mắc nợ. Tính chất quy mô vụ việc phá sản phức tạp, với tài sản nhiều nơi, thành phố Vũng Tàu và quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chủ nợ liên quan nhiều tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài, phải giải quyết tranh chấp về số nợ, khoản nợ, bảo lãnh, tranh chấp tài sản bảo đảm đồng thời, công ty Sofel không còn người làm việc quản lý điều hành hoạt động từ khi bị mở thủ tục phá sản năm 2018, không nộp báo cáo tài chính năm 2017-2018, không thực hiện kiểm kê tài sản. Tính đến ngày 26 tháng 4 năm 2023, số yêu cầu đòi nợ được tòa án xem xét tạm tính có tới 212 hồ sơ. Tổng số nợ gốc và lãi phát sinh tới tháng 2 năm 2023 hơn 2.051 tỷ đồng, trong đó nợ không có bảo đảm hơn 1.768 tỷ đồng, bao gồm nợ tiền lương, bảo hiểm của người lao động nợ có bảo đảm hơn 283 tỷ đồng. Tòa án cũng có quyết định giao cho các tổ chức tín dụng tài sản của Sofeo đã thế chấp để bán cấn trừ các khoản nợ có bảo đảm. Có 5 ngân hàng được bán tài sản của Sofeo để thu hồi nợ với tổng số tiền hơn 1.170 tỷ đồng. Trong đó ngân hàng lấy được khoản nợ nhiều nhất gần 600 tỷ đồng, ngân hàng ít nhất gần 50 tỷ đồng. Theo kiểm kê của công ty quản lý tài sản Thanh Lý, tài sản còn lại hiện tại của Sofeo chỉ có trị giá gần 73 tỷ đồng. Trong đó có tài sản trị giá 42 tỷ đồng là tài sản mà Sofeo thế chấp cho một ngân hàng. Tài sản còn lại có trị giá gần 31 tỷ đồng. Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Hoàng Đức Thắng, đại diện Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Chi cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2016 đến năm 2019, công ty Sofel nhập khẩu nguyên vật liệu nhưng chưa quyết toán thuế với cơ quan Hải quan. Ông Hoàng Đức Thắng kiến nghị chúng tôi đã gửi hồ sơ tới tòa thể hiện số nợ thuế của công ty Sofel là 54 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng tôi đề nghị tổ thẩm phán ghi nhận thêm số tiền công ty Sofel chậm nộp là 35 tỷ đồng và tiền phạt vi phạm hành chính do trốn thuế. Còn ông LTN chủ nợ, nêu ý kiến, số tiền thanh lý tài sản sẽ được phân chia như thế nào? Đối với chủ nợ không có tài sản đảm bảo. Khi mua bán hàng hóa với công ty Sofeo có xuất hóa đơn thuế 10% cho cơ quan thuế. Hiện số nợ chưa thu hồi được, nhưng tiền thuế đã đóng thì có lấy lại được không? Trả lời vấn đề này, thẩm phán Nguyễn Minh Châu nói, đối với tài sản không đảm bảo, sẽ chia theo Điều 54 của luật phá sản bao gồm chi phí cho việc giải quyết vụ việc phá sản, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động. Số còn lại sẽ chia theo tỷ lệ phần trăm quy định tại Điều 54 của luật này. Đối với tiền thuế giá trị gia tăng không thuộc phạm vi của tổ thẩm phán, đề nghị chủ nợ liên hệ cơ quan thuế để xử lý. Hội nghị còn ghi nhận nhiều ý kiến của chủ nợ về phương án giải quyết nợ đối với công ty Sofel thành lập ban đại diện chủ nợ. Tại hội nghị, 100% chủ nợ đồng ý để tòa án tuyên bố công ty Sofel chính thức phá sản. Thẩm phán Nguyễn Minh Châu đã tuyên bố phá sản đối với công ty Sofel.